Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 3 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Đánh giá hiệu quả hoạt động của các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đạ Oai dẫn đầu toàn tỉnh về diện tích sản lượng sầu riêng. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà nhân ngày quốc tế người khuyết tật. Việt Nam nhập siêu gần 22 tỷ đô la từ Trung Quốc. Nợ công, vấn đề đáng lo ngại đối với kinh tế toàn cầu. Nâng cao hiệu quả dạy nghề cho lao động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm S và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã tiếp đoàn công tác Nhật Bản do ông Kenichiro Aoki, Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Kyushu làm trưởng đoàn đến tìm hiểu hợp tác tại Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi tiếp, ông Kenichiro Aoki, Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh Kyushu, Nhật Bản, đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, đồng thời giới thiệu đôi nét về thế mạnh trong phát triển kinh tế, nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Kyushu. Ông Kenichiro Aoki cũng mong muốn qua chuyến công tác lần này, các doanh nghiệp của tỉnh Kyushu sẽ khảo sát tìm hiểu đầu tư ở Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng trên các lĩnh vực về đầu tư hạ tầng nông nghiệp, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp ra nước ngoài, xây dựng các cụm công nghiệp về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đánh giá cao chương trình hợp tác giữa Lâm Đồng và các đơn vị doanh nghiệp của Nhật Bản trong thời gian qua, đặc biệt là các chương trình nguồn vốn đầu tư hỗ trợ từ tổ chức SICA trong việc giúp đỡ địa phương thực hiện các dự án, đề án về nông nghiệp tiếp cận đa ngành, xây dựng thương hiệu nông sản và nhiều chương trình đề án hỗ trợ khác. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng khẳng định, cùng với các dự án mà tổ chức SICA đang triển khai, thì tỉnh Lâm Đồng cũng sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp của tỉnh Kyushu Nhật Bản đến đầu tư tại Lâm Đồng, nhất là trên lĩnh vực chế biến sau thu hoạch nông sản, xây dựng thương hiệu nông sản Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, du lịch canh nông. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ cung cấp trao đổi các thông tin liên quan đến các chính sách đầu tư để các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp cận xúc tiến đầu tư tại các địa phương trong tỉnh. Chiều nay, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị đánh giá hoạt động của các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cùng 25 doanh nghiệp đang hoạt động trên lĩnh vực du lịch. Báo cáo tại hội nghị cho thấy tới đến nay toàn tỉnh hiện có 35 khu điểm tham quan du lịch được đầu tư và khai thác kinh doanh. Trong đó có 13 khu điểm là danh lam thắng cảnh được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Thời gian qua, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã không ngừng chú trọng công tác đầu tư tôn tạo cảnh quan, nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch để phục vụ du khách với nguồn kinh phí trên 100 tỷ đồng. Điển hình như công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng, khu du lịch rừng Baragui, khu du lịch sao Đà Lạt, khu du lịch thung lũng tình yêu, khu du lịch hồ Tuyền Lâm, v.v. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng dành thời gian để nêu lên những tồn tại hạn chế mà các khu điểm du lịch đang còn gặp phải trong quá trình khai thác đầu tư, từ đó có những kiến nghị để cơ quan quản lý nhà nước đồng hành hỗ trợ và tháo gỡ trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cũng đã phổ biến một số quy định liên quan đến hoạt động khu điểm du lịch và hướng dẫn viên du lịch nhằm giúp các khu điểm du lịch kịp thời nắm bắt những quy định mới để bổ sung và thực hiện đúng quy định của luật du lịch trong quá trình hoạt động. Dịp này, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã giới thiệu về liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38 được tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12. Đây là sự kiện lớn của ngành truyền hình trong cả nước, thu hút đông đảo các phóng viên, biên tập viên, nhà báo, những người làm truyền hình trong nước và cả cơ quan truyền thông quốc tế. Đây chính là cơ hội để Lâm Đồng quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, du lịch Đà Lạt Lâm Đồng. Vì thế, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng mong muốn các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh sẽ có những chương trình khuyến mại miễn phí vé tham quan khi vào cổng cho các đại biểu về dự liên hoan nhằm quảng bá thêm hình ảnh của các khu điểm du lịch. Ngoài ra, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cũng thông báo đến đại diện các khu điểm du lịch về hoạt động tổng đài 1900 1067 để hỗ trợ khách du lịch nếu gặp phải những sự cố khi đi du lịch tại Đà Lạt. Đà Oai dẫn đầu toàn tỉnh về diện tích sản lượng sầu riêng. Các hoạt động thăm hỏi tặng quà nhân ngày quốc tế người khuyết tật là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Thông tin trên lĩnh vực kinh tế. Được xác định là một trong bốn nhóm sản phẩm chủ lực, hiện nay cây sầu riêng của Đà Oai có năng suất bình quân đạt hơn 11 tấn một hecta, sản lượng đạt 19.000 tấn, trở thành địa phương dẫn đầu tỉnh về loại cây trồng này. Đến nay, huyện Đà Oai có 2.500 hecta sầu riêng, trong đó hơn 1.700 hecta cho thu hoạch. Năng suất bình quân đạt hơn 11 tấn trên 1 hecta, sản lượng đạt 19.000 tấn, trở thành địa phương dẫn đầu tỉnh về loại cây trồng này. Sầu riêng được xác định là một trong bốn nhóm sản phẩm chủ lực của Đà Oai,
và địa phương đang tập trung chỉ đạo chuyển đổi, cải tạo giống. Mục tiêu đến năm 2020, huyện phát triển và ổn định diện tích khoảng 2.500 hectare, sản lượng đạt từ 25.000 tới 30.000 tấn, phát triển vùng sầu riêng công nghệ cao với diện tích 300 hectare, áp dụng các kỹ thuật cao vào thâm canh, chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Đến năm 2020, khoảng 800 đến 1.000 hectare áp dụng tưới tự động, phun thuốc tự động hoặc bán tự động. 300 hectare được chứng nhận nông nghiệp công nghệ cao. Trong tương lai, khi đưa sầu riêng Đạ Oai ra thị trường tiêu thụ, ngoài nhãn hiệu sầu riêng Đạ Oai, sẽ sử dụng nhãn logo Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, theo đúng logo thương hiệu của tỉnh, nhằm khẳng định thương hiệu loại trái cây nổi tiếng này của địa phương trên thị trường. Năm 2018, huyện Cát Tiên đã hỗ trợ mỗi hộ nông dân 4 triệu đồng nhằm nhân rộng diện tích dâu tại địa phương. Đến nay, toàn huyện có gần 220 hectare dâu, tăng gần 100 hectare so với năm 2017. Để phát triển mạnh nghề trồng dâu nuôi tầm, trong năm 2018, huyện Cát Tiên đã hỗ trợ mỗi hộ nông dân 4 triệu đồng nhằm nhân rộng diện tích tại địa phương. Theo đó, hiện nay trên địa bàn toàn huyện đã có gần 220 hectare dâu, tăng gần 100 hectare so với năm 2017. Trong đó, diện tích kinh doanh là 145 hectare, năng suất bình quân đạt 143 tạ trên 1 hectare, sản lượng lá dâu đạt trên 2.000 tấn. Cũng từ chính sách hỗ trợ khuyến khích, nên đến thời điểm này, huyện Cát Tiên đã có 4 hợp tác xã với trên 100 xã viên và 3 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tầm với 50 thành viên tham gia. Tổng diện tích trồng dâu đạt 100 hectare. Ngành chức năng địa phương cho biết các hợp tác xã, tổ hợp tác đã tổ chức tốt từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại địa phương, cũng như các nhà máy tại thành phố Bảo Lộc. Thông qua việc phát triển mạnh về trồng dâu nuôi tầm nêu trên của huyện Cát Tiên, đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế, ổn định cuộc sống của người dân. Đến thời điểm này, huyện Đạ Tẻ đã tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng đối với một số sản phẩm nông sản chủ yếu trên địa bàn huyện, như gạo nếp quýt, gạo Việt Đài, kén tằm, mía đường, tre tầm vật. Trong thời gian qua, nhờ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao sản xuất theo hướng an toàn và phát triển mở rộng các vùng chuyên canh nông sản hàng hóa, nên huyện Đạ Tẻ đã có những vùng sản xuất đạt doanh thu trên 150 triệu đồng một hectare một năm, như vùng sản xuất lúa nếp quýt doanh thu đạt hơn 200 triệu đồng một hectare một năm. Riêng một số mô hình trồng thuần cây ăn trái, đầu tư thâm canh ứng dụng công nghệ cao như quýt, sầu riêng, bưởi da xanh có doanh thu trên 700 triệu đồng một hectare. Địa phương cũng đã tổ chức sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng đối với một số sản phẩm nông sản chủ yếu trên địa bàn như gạo nếp quýt, gạo Việt Đài, kén tằm, mía đường, tre tầm vông, v.v. Trước thực tế, lượng bao gói rác thải và tiêu hủy đúng quy định hàng năm chỉ đạt 18,4 tấn trên 391 tấn. Hiện ngành Tài nguyên Môi trường đã triển khai mô hình thu gom vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại các địa phương. Theo thống kê của ngành nông nghiệp, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trung bình hàng năm tại Lâm Đồng lên khoảng từ 4.200 đến 4.600 tấn. Theo đó, ước tính tỷ lệ bao bì chai nhựa chiếm khoảng 10%, gói và các loại khác khoảng 5%. Trong đó, chai nhựa chiếm 70%, tương đương với lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh, khoảng từ 300 đến 400 tấn một năm. Đối với rác thải từ quá trình sản xuất trong quá trình canh tác sau hoa công nghệ cao, đã phát sinh rác thải như khay, nhựa, vi xốp, màng phủ lúm. Với lượng rác thải ước tính khoảng trên 1.700 tấn, chủ yếu là ni lông. Cho tới nay, lượng bao gói rác thải và tiêu hủy đúng quy định hàng năm chỉ đạt 18,4 tấn trên 391 tấn, chiếm 4,7%. Hiện ngành Tài nguyên Môi trường đã triển khai 4 mô hình thu gom vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đạo Oai và Đà Lạt. Tuy nhiên, hiện nay, hiệu quả của các mô hình này chưa cao do việc thu gom và xử lý các loại rác này còn nhiều bất cập. Thưa quý vị, hôm nay 3 tháng 12 là Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật. Ngày này được các quốc gia trên toàn thế giới tổ chức định kỳ nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề người khuyết tật. Quyền của người khuyết tật được hòa nhập vào mọi lĩnh vực của cuộc sống, như chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa trong cộng đồng. Đây cũng là dịp để mọi người cùng chia sẻ với những người khuyết tật trong xã hội. Nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật đã có nhiều hoạt động chia sẻ động viên và giúp đỡ với những hoàn cảnh thiếu may mắn trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 2 tháng 12, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 3 tháng 12 và trao học bổng cho học sinh khuyết tật. Với sự đồng hành hỗ trợ của các nhà hảo tâm đến từ Hàn Quốc, 20 suất học bổng với trị giá 1 triệu đồng một suất đã được trao tận tay các học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn bước vươn lên trong học tập.
Bên cạnh đó, ba ngôi trường gồm trường Khiếm Thính Lâm Đồng, trường Thiểu Năng Hoa Phong Lan và trường Mai Anh Đà Lạt đã nhận được hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng một trường. Đây là một hoạt động thường niên của Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng nhằm ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những đóng góp của cán bộ quản lý giáo viên trong công tác giáo dục, giảng dạy và chăm sóc học sinh khuyết tật, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng xã hội về công tác giáo dục đặc biệt, tạo cơ hội cho học sinh khuyết tật được giao lưu học tập với các trường trên địa bàn, qua đó giúp các em phát triển được năng lực, lạc quan, yêu đời và phát triển toàn diện. Nhân ngày quốc tế người khuyết tật 3 tháng 12, lãnh đạo thành phố Đà Lạt đã đến thăm hỏi những người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thành phố Đà Lạt, gồm bà Nguyễn Thị Hiệp ở phường 7, bà Dương Nhu Thu ở phường 2, bà Trương Thị Vượng ở phường 5, bà Trần Thị Hoàng Trâm ở phường 4 và ông Phạm Bá Triệu ở phường 10. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố Đà Lạt đã gửi lời chia sẻ động viên sâu sắc với những người khuyết tật và thân nhân gia đình, đồng thời mong muốn những người khuyết tật và các gia đình từng bước vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã gửi phần quà cùng tiền mặt 1 triệu đồng tặng cho mỗi gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà đoàn đến thăm. Là một hoạt động hỗ trợ hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số tại vùng sâu vùng xa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức trao quà từ thiện đến những người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phi Liên, huyện Đam Rông. 200 suất quà với tổng giá trị 60 triệu đồng, gồm nhu yếu phẩm như gạo, mì gói và quần áo cho các Phật tử trên địa bàn thành phố Đà Lạt vận động quyên góp, đã được trao tặng đến người dân xã Phi Liên, với hy vọng mọi người sẽ được giúp đỡ để có cơ hội vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế, sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời, qua hoạt động này nhằm xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Thưa quý vị, rời chiến tranh ác liệt trở về với cuộc sống thời bình, mang trong mình nỗi đau bệnh tật, nhưng với tinh thần của bộ đội Cụ Hồ, người cựu chiến binh Phan Trọng Lập ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm chưa bao giờ ngừng cố gắng để vươn lên cho cuộc sống. Không chỉ giúp đỡ những cựu chiến binh mang trên mình di chứng của chiến tranh, người cựu chiến binh đã chia sẻ với những mảnh đời khuyết tật khác, cùng giúp mọi người vượt lên những khó khăn. Nhìn người đàn ông này, chẳng ai nghĩ ông đã bị cắt bỏ 2/3 dạ dày và ruột do tàn dư bệnh tật của chiến tranh để lại khi tham gia chiến trường Bình Trị Thiên, chiến dịch biên giới Tây Nam. Đến năm 1986, ông Phan Trọng Lập ra quân và chuyển vào Lâm Đồng sinh sống. Nhận thấy tiềm năng từ vùng đất này, ông đã khai hoang hơn 1 hecta đất ở khu vực xã Lộc An, huyện Bảo Lâm để trồng trà. Rồi do hạn chế về sức khỏe nên ông chuyển đổi sang trồng cà phê, hồ tiêu và xen cây ăn trái trên diện tích cũ. Với 900 gốc cà phê, 50 gốc tiêu, xen thêm sầu riêng. Giờ đây, mỗi năm gia đình ông có mức thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng. Trước đây thì chúng tôi gia đình chỉ là thu nhập hàng năm, chỉ ngoài cái tiền nhà nước trợ cấp ra thì chỉ có là một năm chưa được là có như 30 triệu. Phát huy bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ, tôi đầu tư vào cho là có như toàn bộ cái diện tích cà phê, nhưng lấy ngành nuôi gia cho nên cùng một phần là có như gia đình cũng đã so với trước đấy thì một trời một vực. Hiện nay gia đình đã xây được nhà cửa và đồng thời có phương tiện đi lại đầy đủ. Không chỉ phát triển mô hình đa cây có hiệu quả, ông Lập còn là một người đảng viên gương mẫu, là một chủ tịch hội nạn nhân chất độc màu da cam năng nổ của xã. Di chứng da cam dai dẳng từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ bố mẹ sang con, sang cả cháu. Nhìn những người đồng chí, đồng đội của ông Lập, tuy đầu đã hai thứ tóc, vậy mà vẫn miệt mài chăm bẵm cho những đứa con bị dị tật. Chính là điều ông Lập luôn dai dứt, trăn trở, làm sao có thể góp sức chăm lo cho cuộc sống của những người kém may mắn hơn ông. Thì các bác cũng quan tâm lắm, thăm hỏi động viên là ngồi ngoài đi, một phần hai là thì cũng phải là tự sống để mà cuộc sống để mà chăm mình là chăm con. Không chỉ thường xuyên tổ chức đi thăm hỏi động viên cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, mà ông Lập còn tích cực vận động các chi hội tham gia đóng góp cho hội nạn nhân chất độc da cam địa phương với số tiền trên 50 triệu đồng, nhằm hỗ trợ các gia đình trong công tác mai táng, thăm hỏi, tặng quà trong các dịp lễ Tết, giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Chí Phan Trọng Lập là trong chiến tranh ấy, thì đồng chí tham gia thì cũng dính là chất độc da cam, nên là sức khỏe cũng rất hạn chế. Thời gian thì nhiều khi là ốm đau bệnh tật thì cũng có, nhưng mà với tinh thần các bạn đồng chí luôn luôn là cố gắng vươn lên để hoàn thành tốt những công việc được giao và làm tốt những chức trách của người đảng viên ở nơi cư trú. Đồng đội mà có vấn đề gì về khó khăn về kinh tế hoặc là khó khăn về cái cách thức về làm vườn ấy, thì đồng chí cũng rất là tận tình giúp đỡ.
là bệnh binh hạng 2 trên 3 với tỷ lệ thương tật 71%. Sức lao động cũng vì thế mà mất đi nhiều. Chưa kể khi trái gió trở trời, vết thương tái phát làm sức khỏe giảm sút. Song ông vẫn vui vì được góp chút sức nhỏ bé của mình xây dựng kinh tế gia đình, san sẻ tình thương với những người đồng chí, đồng đội. Tin rằng những ký ức về một thời chiến đấu nơi chiến trường gian khổ nhưng hào hùng ấy sẽ là động lực cho người lính Cụ Hồ có cái tên Phan Trọng Lập ấy sống phấn đấu và tiếp tục cống hiến cho xã hội. Từ đó là tấm gương để những mảnh đời kém may mắn cũng như các thế hệ trẻ noi theo. Trước khi chuyển sang phần tin trong nước và quốc tế là những thông tin trên lĩnh vực giao thông. Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc cho biết, sau cuộc họp với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải về những khó khăn vướng mắc trên tuyến tránh thành phố Bảo Lộc, đến nay, Ban Quản lý Dự án 7, các đơn vị thi công và thành phố Bảo Lộc đã tìm các giải pháp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công dự án. Trong đó tập trung các nguồn lực, nguồn vốn giải phóng mặt bằng, thực hiện việc đền bù dứt điểm cho các hộ dân còn lại và các hộ bị ảnh hưởng cây trồng, đất sản xuất trong quá trình thi công. Song song đó, Ban Quản lý Dự án 7 và các nhà thầu thi công đã nhanh tiến độ thi công công trình và các hạng mục trọng điểm. Hiện nay, đã lắp đặt cần cẩu để thi công lắp dầm cầu Nao Sari với cao độ 40m so với mặt đất. Các cầu vượt của dự án qua đường dân sinh trong khu vực. Với điều kiện thời tiết như hiện nay, dự kiến tuyến đường tránh Bảo Lộc sẽ hoàn thành và thông tuyến vào tháng 4 năm 2019. Công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt cho biết, hiện nay đơn vị thi công đã bắt đầu tiến hành trải thảm nhựa mặt đường 5 tuyến phố trên địa bàn thành phố Đà Lạt, bao gồm đường Lê Hồng Phong, đường Trần Quốc Toản quanh Hồ Xuân Hương, đường Phan Chu Trinh, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Phan Như Thạch. Đây là một trong các gói nâng cấp tu sửa đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước nhằm chào mừng 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Theo đó, các tuyến đường này sẽ được nâng cấp trải thảm nhựa cao thêm so với mặt đường cũ 5 cm. Theo công ty cổ phần dịch vụ đô thị Đà Lạt, 5 tuyến đường trên dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 10 tháng 12, bao gồm cả gói nâng cấp vỉa hè. Ngoài ra, đơn vị cũng tiến hành nâng cấp 2 tuyến đường là Lý Nam Đế và Trương Văn Hoàng, sửa chữa hệ thống thoát nước trên 5 tuyến đường vào làng Hoa Vạn Thành, Hàng Thuyên, Cổ Loa, Ngô Thị Sĩ, Đống Đa và nhiều hạng mục chỉnh trang đô thị khác. Thực hiện chủ trương phát triển mạng lưới đường giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong năm 2018, huyện Đà Tẻ đã hoàn thành 5 trên 6 công trình với chiều dài trên 2,3 km, tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 2.300 triệu đồng, nhân dân đóng góp 1.700 triệu đồng. Cùng với đóng góp kinh phí, nhân dân ở các xã trên địa bàn huyện đã hiến hàng ngàn mét đất, cây trồng và vật kiến trúc để xây dựng các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã. Thông qua chương trình này đã góp phần thực hiện tốt công tác kiên cố hóa giao thông nông thôn, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Được biết, năm 2018, huyện Đà Tẻ cũng được phân bổ trên 178 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 55 công trình xây dựng cơ bản tại địa phương. Từ nguồn vốn trung hạn trên 22 tỷ đồng, thành phố Bảo Lộc đã tiến hành đầu tư mở rộng nâng cấp tuyến đường Lê Thị Riêng xã Lộc Châu nhằm đảm bảo thông thương hàng hóa và đi lại của người dân trong khu vực. Được thi công từ tháng 6 năm 2018, đường Lê Thị Riêng có chiều dài trên 3,4 km, mặt đường rộng 7,5 m do công ty xây dựng số 1 và công ty Thuận Phú Bảo Lộc thi công trong thời gian 24 tháng. Trong đó, hai bên đã hoàn thiện hệ thống mương thoát nước hình thang và đá chẻ, đảm bảo chất lượng của dự án. Trong quá trình thi công, chính quyền địa phương và nhân dân đã đồng lòng cùng chung tay hiến hơn 2.000 m2 đất, vật liệu kiến trúc công trình, hoa màu. Đến thời điểm hiện tại đang vào mùa khô, các đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ lưu nền, tiếp tục mở rộng một số đoạn tuyến mặt đường, phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng trước thời gian quy định. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và thế giới. Việt Nam nhập siêu gần 22 tỷ đô la từ Trung Quốc. Nợ công, vấn đề đáng lo ngại đối với kinh tế toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 38,1 tỷ đô la và nhập khẩu 59,7 tỷ đô la. Như vậy, Việt Nam đã nhập siêu 21,6 tỷ đô la từ quốc gia này trong 11 tháng qua. Trong 11 tháng qua, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 59,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với thị trường Mỹ, xuất khẩu mặt hàng điện thoại và linh kiện có mức tăng trưởng cao nhất, lên đến gần 50%.
Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, Việt Nam lại nhập khẩu nhiều xăng dầu hơn cả, với mức tăng trưởng lên đến 110%. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu nhiều từ Nhật Bản với 17,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,2%, EU đạt 12,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,3%. Riêng nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ đạt 11,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 38,7%. Trong đó, nhập khẩu mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu tăng mạnh nhất. Cùng với các mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản, con đường hoa, buôn tôi xanh sạch đẹp, mô hình tổ phụ nữ thu gom rác thải đang được triển khai và nhân rộng tại Đắk Lắk. Hoạt động này đã mang lại hiệu quả thiết thực về bảo vệ môi trường, góp phần giúp các địa phương hoàn thành lộ trình xây dựng nông thôn mới. Xã Ea Tun, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk có 98% dân số là người dân tộc Ê Đê. Thói quen vứt rác ra đường, ra vườn từ lâu đã ăn sâu vào tiềm thức. Việc vận động người dân tham gia mô hình giai đoạn đầu rất khó khăn. Không nản lòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Tun đã kiên nhẫn vận động. Nhờ đó đến nay, mô hình đã thu hút được 300 hộ dân tham gia. Sạch sẽ, đường xá thì cũng gọn gàng. Thì quán xá thì nói chung là thu gom rác được thì nó sạch sẽ. Nói chung là khách khứa thì cũng đông hơn. Là chị thấy cái quá trình mà mình sau khi mình thành lập tổ thu gom rác á, là dần dần chị em đã nhận thức hơn, là nhiều người đăng ký tham gia hơn. Không thu gom rác hai lần mỗi tuần như Liên hiệp Hội Phụ nữ xã Ea Tun, huyện Cư Mờ Ga, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ea Kênh, huyện Krông Bắc đã chủ trương giúp nhau giảm nghèo từ mô hình này. Hơn một năm nay, hội vận động hội viên phụ nữ thu gom, phân loại rác để xe rác lấy theo định kỳ. Số tiền bán phế liệu, một phần đưa vào quỹ hoạt động, một phần gom lại để cho hội viên phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế. Khó khăn là lô rẫy không có, thế là làm có nghề bánh tét bánh chưng. 12 triệu tiền phụ nữ thì cô sử dụng vào tiền để mua thêm nếp làm để các trường học đặt bánh để có nguồn thu nhập thêm. Như cái mô hình này là cái ý thức của cộng đồng nói chung cũng được nâng lên. Và cũng có những cái lần ấy, là ba con cũng phản ánh là ví dụ hồ này hồ kia bỏ rác ra đường như vậy thì chính ngay những người dân trong cộng đồng người ta cũng đã bảo nhau là không nên làm những như thế. Đối với mô hình tổ phụ nữ thu gom rác thải, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk đã chủ trương chọn địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã điểm xây dựng nông thôn mới để triển khai mô hình điểm, hướng dẫn thực hiện. Toàn tỉnh hiện có 40 tổ phụ nữ thu gom rác thải hoạt động hiệu quả, không những góp phần giúp cộng đồng thay đổi thói quen về thu gom, phân loại rác giúp nhau phát triển kinh tế, mà hoạt động này còn phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Tối hôm qua, tại quảng trường Đại đoàn kết thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ bế mạc Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên 2018. Với 17 tiết mục ca múa nhạc và trình diễn cồng chiêng do các ca sĩ cùng học sinh và các đoàn nghệ nhân tham dự festival lần này biểu diễn, đêm bế mạc hướng đến mục đích tôn vinh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo của Gia Lai nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên 2018 diễn ra từ ngày 30 tháng 11. Đến ngày 2 tháng 12, quy tụ hơn 1.000 nghệ nhân đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên, trình diễn nhiều hoạt động đặc sắc như lễ hội đường phố, phục dựng nghi lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, hội thảo về bảo tồn và phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, sinh hoạt văn nghệ dân gian, ẩm thực Tây Nguyên. Cái việc mà tiếp đón của ban tổ chức cũng như việc ăn việc nghỉ của các nơi thì phải nói là rất là chu đáo và có thể tạo được cái dấu ấn tốt đẹp cho đoàn của Đắk Lắk, nghệ nhân Đắk Lắk đối với bà con các dân tộc của Gia Lai. Gia Lai tiếp đón các đoàn tỉnh Lâm Đồng thật sự ra là họ rất là nhiệt tình và niềm nở, vui vẻ rồi gặp các nghệ nhân là họ rất là nói chung là có thể là mình mô tả nó không có hết được. Con người Gia Lai thì là rất là thân thiện, rất là vui vẻ và mọi người mình có một cái cảm giác là chân chất đúng. Theo đúng là người con người của dân tộc Việt Nam. Khi về làm việc ở tại tỉnh nhà thì tôi cảm thấy là cái tinh thần trách nhiệm và sự yêu nghề của các bạn diễn viên cũng như là các bạn học sinh sinh viên thì tôi thấy rất là cao. Tôi cảm thấy là tôi may mắn khi
được cái sự tạo điều kiện hết sức của các trường cũng như là các đoàn đã giúp cho tôi là có thể hoàn thành cái nhiệm vụ biên đạo của mình. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 67 tập thể vì đã có những đóng góp tích cực cho sự thành công của Festival Văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa yêu cầu các trường học trên địa bàn thành phố không tổ chức giữ xe trên 50 phân khối của học sinh, đồng thời tổ chức tuyên truyền nhắc nhở học sinh không đi học bằng xe máy trên 50 phân khối. Các trường học không tổ chức giữ xe trên 50 phân khối của học sinh, nhắc nhở học sinh không đi học bằng xe máy trên 50 phân khối, để đảm bảo an toàn giao thông, không vi phạm luật giao thông. Bên cạnh đó, trường phải bố trí bãi giữ xe đạp điện và xe máy từ 50 phân khối trở xuống, không chiếm khu sinh hoạt vui chơi của học sinh, không chắn lối thoát hiểm các lối đi. Học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện. Phụ huynh cần đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên mô tô xe máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện. Các quan chức Đức đã bày tỏ lo ngại về tình trạng nợ công và thất nghiệp liên tục gia tăng tại một số nước, đồng thời hối thúc các nước tiếp tục nâng cao cảnh giác cũng như tăng cường sự minh bạch tại thời điểm 10 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Phát biểu sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz nhận định kinh tế thế giới đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong bối cảnh mức độ tăng trưởng hiện nay đã không duy trì được nhịp độ sôi động như trước đây. Những nguy cơ này xuất phát từ những vấn đề đã tồn đọng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đến nay vẫn không thay đổi, đó là khối nợ công khổng lồ tại nhiều quốc gia và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại một số nước. Ông nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là giảm nợ công, tăng cường sự minh bạch và tiếp tục cuộc chiến chống hoạt động trốn thuế. Theo ông, để làm được điều này, cần tiếp tục điều chỉnh các nguyên tắc của thị trường tài chính. Vấn đề nợ công cũng đã được Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Christine Lagarde đề cập tại hội nghị thượng đỉnh G20. IMF bày tỏ quan ngại về khoản nợ công gia tăng tại các nền kinh tế đang nổi, đồng thời hối thúc các nước thành viên G20 giải quyết vấn đề cấp bách này. Theo ước tính của IMF, nợ công toàn cầu đã lên tới mức kỷ lục 182.000 tỷ đô la Mỹ. Hàn Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp dịch vụ mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5, còn gọi là 5G, sau khi thí điểm thành công dịch vụ này trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Busan hồi tháng 2 vừa qua. Các hãng viễn thông Hàn Quốc đã lên chiến lược triển khai bắt đầu bằng việc cung cấp dịch vụ nhà máy thông minh sử dụng môi trường mạng 5G, cũng như lập kế hoạch về gói cước mạng 5G. Việc xây dựng mạng lưới 5G đã được triển khai ở 6 tỉnh thành lớn như Seoul và khu vực lân cận thủ đô, và sẽ hoàn tất vào tháng 3 năm sau. Khu vực phủ sóng mạng 5G dự kiến sẽ được mở rộng ra toàn bộ các thành phố lớn trên toàn quốc vào cuối năm sau. Điểm mạnh nhất của mạng 5G là siêu nhanh, gián đoạn tín hiệu ở mức tối thiểu, do đó sẽ không còn xảy ra hiện tượng gián đoạn khi truyền dữ liệu, một điều rất quan trọng để áp dụng các công nghệ như xe tự lái hay phẫu thuật từ xa. Ngoài ra, các dịch vụ truyền thông công nghệ số như thực tế ảo tăng cường sẽ càng được thúc đẩy hơn nữa. Trong nỗ lực giảm rác thải nhựa, một số thành phố Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một chương trình đơn giản nhưng hết sức hiệu quả. Đó là khuyến khích người dân thu gom chai nhựa để đổi lấy vé đi các phương tiện công cộng. Surabaya là thành phố đầu tiên của Indonesia động viên người dân thu gom rác thải nhựa, cụ thể là các chai nhựa, để đổi lấy vé đi xe buýt. Theo kế hoạch, người dân có thể đi xe buýt bằng cách để lại chai nhựa tại các điểm dừng hoặc đổi nhựa để lấy vé. Một chiếc vé xe buýt tương đương 10 cốc nhựa hoặc 5 chai nhựa, tùy thuộc vào kích cỡ. Giới chức thành phố Surabaya hy vọng bằng cách này, thành phố sẽ đạt mục tiêu không có rác thải vào năm 2020. Tương tự, ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ tháng 10 năm nay, các máy bán hàng tự động đã được lắp đặt ở các tuyến tàu điện ngầm. Qua đó, người dân có thể đổi các chai nhựa lấy vé đi tàu điện ngầm. Khi đổi các chai nhựa có dung tích khác nhau, người dân sẽ nhận được các đồng tiền có mệnh giá khác nhau, từ đó có thể mua vé đi tàu điện ngầm. Nhiều chính phủ trên thế giới đã và đang dần coi các biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả là trọng tâm trong cuộc chiến chống rác thải nhựa, với hy vọng kiềm chế sự biến đổi khí hậu. Không khí Giáng sinh đã xuất hiện tại Brazil. Cây thông Noel khổng lồ đã lên đèn tại Rio de Janeiro, sự kiện chính thức khởi động không khí lễ hội tại thành phố biển nổi tiếng của Brazil. Hàng nghìn du khách và người dân địa phương đã tới khu vực Rodrigo de Freitas để chiêm ngưỡng cây thông Noel cao tới 70 mét. Theo thông báo, ban tổ chức đã sử dụng tới hàng nghìn bóng đèn để thắp sáng cho loại cây biểu tượng cho mùa Giáng sinh này. Trong những năm qua, thành phố Rio de Janeiro đã không tổ chức chương trình này do những tác động từ tình hình kinh tế. Tuy nhiên, tới năm nay, cây thông đã xuất hiện trở lại và là địa điểm chụp ảnh ưa thích của du khách tới với thành phố.
Cây thông Noel khổng lồ đã có mặt tại thành phố Rio de Janeiro từ năm 1996. Với những sắc màu lung linh của mình, những hoạt động liên quan tới cây thông Noel là sự kiện thu hút khách du lịch thứ ba sau lễ hội Carnival và các hoạt động đón năm mới trên bãi biển Copacabana. Nâng cao hiệu quả dạy nghề cho lao động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, Lâm Đồng là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, do đó đòi hỏi lớn về nguồn nhân lực đáp ứng lĩnh vực này. Trước yêu cầu trên, tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ việc chuẩn hóa công tác đào tạo nghề về nông nghiệp đến việc kêu gọi các nhà đầu tư lớn chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến cho người lao động, qua đó nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng sản phẩm nông sản tại địa phương. Tuy nhiên, công tác này đòi hỏi sự nỗ lực chung của các cấp các ngành cũng như nhận thức của người lao động về đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền nông nghiệp 4.0. Ghi nhận của phóng viên thời sự qua phóng sự sau. Sinh viên Phạm Văn Đoàn đến từ tỉnh Quảng Ninh đang theo học năm 2 tại khoa nông nghiệp ứng dụng sinh học của trường cao đẳng nghề Đà Lạt. Chương trình học với 30% lý thuyết và 70% là thực hành khiến những sinh viên như Đoàn rất thích thú với các buổi học. Ngoài được tiếp cận những kiến thức mới đến từ nhiều nền nông nghiệp tiên tiến trên thế giới, em còn được trực tiếp tham gia vào các khâu thực hành tại nhà trường với hệ thống máy móc được đầu tư một cách bài bản theo chuẩn quốc tế. Những kiến thức này là nền tảng vững chắc để các em áp dụng vào thực tiễn sau khi ra trường. Em học được rất nhiều những kiến thức về trồng trọt, về phân bón, về cả cây cối, về công nghệ cao và rất nhiều những kiến thức khác. Thì sau này những kiến thức đó sẽ giúp cho em trong cái việc mà ra đầu tiên là làm việc đi thực tế, thực hành tại thực tập tại doanh nghiệp. Sau đó là cái việc phục vụ cho những công việc của em sau này có thể áp dụng được những kiến thức ở trong trường vào trong cái công việc thực tế. Nông nghiệp công nghệ cao là nền nông nghiệp được ứng dụng những công nghệ tiên tiến hiện đại mới nhằm tạo ra bước đột phá về năng suất, cải thiện chất lượng nông sản. Để đáp ứng được những yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại thì công tác đào tạo nghề và chất lượng nguồn lao động ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao cũng có sự thay đổi. Trong đó, chất lượng, hiệu quả đào tạo qua các trường dạy nghề ngày càng được nâng lên từng bước, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và của thị trường lao động. Ở trường nghề nó khác, ở những cái trường khác là mình được học về cái thực hành nhiều lắm. Thì từ trường ra và từ cái kinh nghiệm mà mình trao dồi từ sau này, thì đối với em thì một cái gì em đam mê, một cái gì đó nó mới hơn. Thì em làm được cái mô, thì mặc dù nó không mới thôi với thế giới, nhưng mà đối với lại một cái ngành nông nghiệp ở Việt Nam mình thì là đó là một cái gì đó là nó đi đầu. Nền nông nghiệp công nghệ cao là nền nông nghiệp với hình thức chuyên môn hóa cao. Vì vậy, nguồn nhân lực cũng phải được đào tạo theo hướng chuyên môn hóa với từng nội dung công việc cụ thể, chứ không đào tạo chung chung. Vì vậy, hướng đào tạo nghề là rất phù hợp với sự phân công lao động trong nền nông nghiệp công nghệ cao. Nhưng một khó khăn đặt ra là nền nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung mới bắt đầu phát triển. Chưa có những vùng chuyên canh thực sự, các quy trình sản xuất theo hướng công nghệ chưa đồng bộ, hệ thống các công ty sản xuất nông nghiệp phát triển chưa cao, sự phân công lao động chưa rõ ràng. Mặt khác, phần lớn người học cho rằng học các nghề nông nghiệp chân lắm, tay bùn, vất vả so với các nghề học khác, nên công tác đào tạo lao động phục vụ nền nông nghiệp 4.0 gặp không ít những khó khăn. Nền nông nghiệp công nghệ cao trong cái thời đại 4.0 hiện nay thì nó sẽ về đội ngũ nhân lực thì chúng ta phải gặp một số khó khăn. Theo tôi thì khó khăn thứ nhất đó là sự đầu tư chưa đồng bộ của cái cơ sở dạy nghề về cái cơ sở vật chất, và thứ hai là về cái ý thức và cũng như là cái nhận thức của người học về cái nền nông nghiệp ứng dụng trong cái công nghệ 4.0. Hiện tỉnh Lâm Đồng có trên 7.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Do vậy, để đào tạo một nguồn nhân lực vừa có chuyên môn, vừa yêu nghề, phục vụ tốt cho định hướng phát triển nền nông nghiệp của địa phương, thì cần thực hiện giải pháp đồng bộ. Trong đó, việc đề cao nhận thức của các cấp, ngành, xã hội và lao động nông thôn về vai trò của đào tạo nghề đối với việc tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp, đặc biệt trong xu hướng phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, cần huy động doanh nghiệp lớn, các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư
người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Nông dân sản xuất giỏi tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn được xem là những giải pháp hữu hiệu và thiết thực nhất. Việc mà đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ cho để mà nông dân, người nông dân hoặc là các cái nhà quản lý về nông nghiệp tiếp cận và học tập, tiếp cận và nâng cao cái trình độ về chuyên môn cũng như là cái năng lực quản lý về công nghệ thông tin để phục vụ cho cái việc phát triển thành phố thông minh và cũng như là ngành nông nghiệp thông minh hết sức quan trọng. Sở Lao động Thương binh Xã hội sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề, hiện nay 38 cơ sở dạy nghề hiện nay trực thuộc sở, liên kết kết tốt với các doanh nghiệp để chúng ta có cái đào tạo thực tế cho các học viên từ cái vấn đề công nghệ của nước ngoài, từ công nghệ của người sản xuất, thì các học viên khi thực tập, học tập thực tế mô hình này sẽ nâng cao cái trình độ, khi ra trường sẽ phục vụ cái kịp thời cho vấn đề phát triển nông nghiệp của địa phương trong tương lai. Và tính vào đó thì với mục tiêu là tính năm 2020 chúng tôi phấn đấu đưa tỷ lệ lao động trong nông nghiệp trên 60% là đạt. Trước sự phát triển mạnh của nền nông nghiệp công nghệ cao tại nhiều địa phương hiện nay, thì việc nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với thực tiễn là việc làm rất cần thiết. Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh rằng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao không chỉ dừng lại ở các ngành nghề nông nghiệp, sinh học thuần túy, mà còn bao gồm nhiều ngành nghề phụ trợ khác nhau. Vì vậy, cần phải có cái nhìn tổng quát về nguồn nhân lực phục vụ cho nền nông nghiệp, từ đó có hướng đào tạo nghề cho nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển chung của nền nông nghiệp 4.0. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.